Tặng cô nè. Video gì? Hồi nãy cô tặng tôi cái đĩa, bây giờ tặng lại cho cô. Thì cô là nhà văn học, thì cái này có lẽ là hữu ích cho cô hơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Tụi mình cùng ngắm chung một mặt trăng. Tự nhiên anh lại cứ muốn ôm mãi. Chết, lần sau anh không được nói thế nữa đâu đấy. Ốm đau bệnh tật không phải thứ để giỡn. Như thế anh mới không còn cảm giác cô đơn. Mà như thế thì anh ích kỷ quá. Em còn bao nhiêu công việc phải lo, phải chăm sóc bé Phương, mà anh thì chẳng đỡ đần được gì, chỉ thêm gánh nặng trên vai em. Bao năm qua nếu không có anh thì làm sao mẹ con em được như bây giờ. Anh rất hạnh phúc khi được chăm sóc mẹ con em thường xuyên. Hãy cho anh cơ hội anh. Cảm ơn anh. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của em. Chính vì thế anh muốn cùng em gánh vác. Lúc này em chỉ muốn dành hết cho Phương. Thế còn bản thân em thì sao? Anh Quân. Dòng sông cuốn quanh đuôi, tìm kiếm